Phiệp mùi, tây tức vò xò. Xa lạ bông chân nhì ca mơ thà, miền cửa môn tế cho mùi bàn tù xa mở rộng nè. Hỏi bàm nè thà, kê miền đồng nà tế cho đại cụ ai rộng phớp nương phía nhập áo mộng này nòm đòn nè. Cửa môn nút bồm tiên tự tù xóa thà, đồng nà tế cho mùi nì khó bị kê bần tịch. Rứ nì dây ai nghe tới cư, kê mần ai bàm nè bàn tế thà, kê nương nòm nè đa cầm sán, tới tì nạc là. Mần ai bàm nè bàn thà, nè nương ai đo cô đại rư tì. Hỏi kê bàm thà, đồng nà tế cho nì, nương chạm bà đàm trên đồng nà nửa ngay dài hỏi. Nè chạm bài trời tại tinh sầm bột phìm. Một nụ phía chán bà lưu đứng nì nâng bạc đi xài. Đòi mần bách cất loài thà, chia đồng nà cầm giam trọng hết nà nụ tì. Bất tài cá bất, dương cực nìa sắp tài cầm bông tài thua đồng nà. Dương cực bông tài thua đồng nà chú bố tư căn ảnh à cột. Dương cực bông chí tu tư ảnh à cột. Nâng mần đăng loài thà, cầm bông tư đo tì nà. Nâng mần bạc gọt trong chật thà, dương nâng ách đo rưu tì. Phiếp khóc nìa rồi viên đồng nà cầm giam. Nơi khăn ông chân nì cá, nâng cá bớt nụ cư. Cá bớt dương kìm chìm rớt tì. Bố dương cầm bông tài thua đầm ná, tam đầm ná cầm sàn nụ. Hỏi dương bàn, dốc luôn dương tì cho chọp chìm mùi nâng ảnh à cút, đài mần chạy lẹ. Viết bà hạ nâng cáp xong bây nụ ai. Nhiều mà nây nâng cáp xong bây nụ cư. Cáp xong bây nụ đô chì cá thua đầm ná, tam tụ nở lờ bà tây tật bỏ xò. Đài hô khăn bì bà nâng bàn xa mán. Thà, ta viết bắt đầu tự đáy ưu tình nè. Dương sắp ta rút nơi cơ rộng phiếp chất bộ chất bò. Nâng, mình đang lời thà, tục nâng đâm rong tờ rộ ở các lõ rưu ốp xạ tì. Khmien tuần lê, nà mùi đáy sẵn ngọp rộ hột tì. Hồi có khmien tì cần lấy nà đáy miên sắp đập phiếp xâm rạp ở dương. Bạn kích bị xa tự khô đọc lăng khá là đáy. Bạn nè cầm bông tờ rộng mơ đâm nọ sài bạp chá chá nụ. Nè nâng mình ban tràn bản màn tì. Hỏi dương mần ai tu tiê bì ảnh à cốt tam rì dạ ca, chôn chăm rương cha cha, đa sở điên khní nụ tì. Hỏi đồng nọ sài bì ảnh tử ca rồi mênh mần ai đọc sài bánh hà rò bò ảnh à cốt bàn lòi. Bây mờ riêng mần tòa bì nít tơ dương nâng bì phía mờ thà. Ta sàn à ca bà chú bón nít đôi mần đạch. Hỏi dương đăng bì mù là hát mờ chốc tư tây kròm tây tắc bò sò. Thà à vây đa gặp bông tài phù đầm nà. Ta vây đa bàn cả lạng hỏi. Mình phòng bác bó đo thu rực kệch rồi bỏ nét, nâng thu rực kệch rồi bỏ át tình chôn rồi bỏ nét, đài rưu tì. Bà bất, mần ai cắt bật thói bàn, đòi rồi biếp nà. Bà bất, ta ai cắt bật thói viết bàn, đòi rồi biếp nà. Ai lời ní dương mộng mơ thả ta bị phục lục thơm mây tam rồi dạ, tu sẵn nạ rồi bỏ nét luộc, nâng nét tinh dàng nà đài. Bà cót nà thả ấm nạch, đã thlop chia rồi bỏ nét phát lật, nâng nét luộc nụ. Hãy lời nít trợ bàn tiên một hàng ở tầy chôn cần để trả lời hỏi. Hỏi cả bà đồn đi. Hỏi đài nâng bà đồn ở tầy này rồi bỏ biệt thà, cả lụ. Dương mình bàn cầm bông tài trợ bọc bọc tầy nà nụ tì. Dương mình bàn cầm bông tài trợ bọc bọc tầy nà nụ tì. Cả làng cho rồi bỏ xe tự kích. Mình đã nơi nâng thật còn được tì. Nơi lưu vị thay sự cách miền tiền cửa nâng thơ mò nơi cực tì gần lại. Bởi tiền miền cực môn chỉ trán đai cực bông tại đua rồi lùm đai xa tại ổ bất sạc tiền này. Ba mươi từ tam tốt sản ở bọn này đặc nguồm. Bê đài mươi từ trời nâng thật nguồm. Kê nâng mình khơi nhờ vầy cực bị tật thla thla đai hồ mình chụp. Tuần lê xin ngọc. Đại ách tu tiê bàn ca bì ở đất tựa ca. Trời bọc bọc phát tư chẳng ọ. Dương nâng khơi thả túc đọt thông bóng phót. Nâng miên thăm bóng phót. Ách là một bạc nở lực đầy bàn tiệt phò. Nước nông vi say thừa được cách. Tùm hôn mần mên chìa bọc bọn ca bì để ai bạp nẹ thà. Bọc cót chìa mần đô nụ tì. Mần đô nụ tì. Nói vẹn cam. Rư chú có ca bằng cá thơm ấy. Mình bàn triêm bà bọn ca bìa ca đô rô lùng. Đói xoay bà vót đó nẹ lời. Hồi khmien nẹ nà một trăm ca bìa nẹ bàn tì. Miên tài nẹ bàn nọt đài trời xâm lạch chật thà. Ta thua đâm nà từ mốc đòi rô biếm nà.
hơi ca xâm ra chật nút, chăm mách trời tay trầm trời tiệt phong. Xa tức, mình đai chốc nghiêm, hơi co mình đai nơi chốc nằm bây rong chăm nhạc đai. Đâm ná thu được cách, cứ chia là tập hòn để cạp lạp đô rồi bỏ sẵn cung, nâng bà bòn bà chạy bà chia. Bàn tay mù là hai xâm khăn để cạp lạng, cứ cạp lạng bà rùa tù sân nạc, rồi bỏ nẹ đặc nôm. Đã rịp chóm, cực, giang, chạp tăng bì mù là thàn cứ, thu được cách, tù bình tì. Rùa bà môn để cạp rịp chóm, nụ nghe khăn nạ, cứ xì âu bị tràn nâng sở xê cầm rô, bị cực tư tí, tù tiang bình phục lộ. Nâng chênh mộc chuối xa phiếp sắc mái nâng bằng thêm đồng rời cá tình ở căn thầy tràn làng hỏi ảnh tật đế chân nâng rổ ưu đạn nạ xa hạ cần rư supplier thay rổ bò dương thà đâm lái thay bằng tình hào hỏi là tập hò cư nâng từ tùa ban cầm rái khó khó khăn nha nâng nông mùi thường ngày tờ mùi thường ngày bì mùi khai nâng mùi chân nắm tờ mùi chân nắm bác mình cầm rái tê cầm hôn phía tràn nâng cắt bằng thoi cần lái lụa hai bạc mình cầm rái tiết, cầm hôn miên tạp lời xa lập tạm giang cột. Hai bạc mình cầm rái ai cắt lạng bàn đáng chạp ra, đòi dương mình ai trìm khuôn bàn lời. Cả đại hậu bánh hà thà, bánh hà nghi nghi. Mình mên miên đầy thà ai đọc xa lại bàn đáng nghi nụ tì. Bị thà nghi, mình miên đầy thà cực cầm hôn nâng đăng thà, bòm rong nâng miên đường bây cắt lạng, rồi cầm bông trìm khuôn nâng bây ảnh cốt đôi mệt tì. Bị thang nghề, ai xâm lập nẹ ban, bà sân bà, nẹ mần ai lạc bà đổi lươn. Bà đối chân này cứ priệp đô chìa crop domino đồng bóng kê đài mầm rong nặng đùa, nụ ai. Domino nâng bằng hai bì cạp lạc bà đô, đài nâng bác bó đó thu được cây đồ bọt nẹ. Domino tìm mùi, cú bà chê anh tu tiang bì phộp lô. Tiếp xa nâng bì phộp lô, Plap đầu tư, hào dương có mình mến thì nhạc lụ tà mình ai nhạc không tìm xa đài. Bà kà bì mà phê xin nằm môn nụ, dương mình chạp bà rộng phong thà, tà ạ tra bà đô bạc đâm lại bọn mạng. Bên tay bên này dương trời tạm đàn, bà ạ tra bà đô bạc tiếng nụ hào, nâng bà đô phò bạc bò đò châm nô rồi bà dương. Hào ý lớn nít bưu phục lô rùm tàu chừng môn phong đài. Domino đâm bông kê cư đà kà đài cụ bà chênh đò rừng ưng. Nâng rít châm ràng tu tiêm bì phập lô, bàn họ cho một nông tìm xa giang cầm hộp. Hồi nẹ nâng khuyên thà sắp ngay đi, miên chùm nuôn cú bà chê cho một nông tìm xa càng đẹp tràn lạng. Hồi mù lực thàn ở tỉnh chôn rồi bỏ kì, có một bàn thòi chỗ đài. Mà giang tiết là tập hò đài, bàn khơi nụ, có nơi ta đỏ đài, cứ dương trời bà cút khăn nia tẹo tôn tân nâng cô nộp hiếp nâng lập bươn. Chỗ công an bởi nhập sở rộp thà, một nụ nực nông phí phục lộp ní, cứ chia cú bởi chênh rồi bọn này ai sọ. Ní tớp tay chạp đàm bởi nọ, xa mơ tổ lọp tới xa mai dân cơ riêng lộ lực tí bi nơi chân nằm mùi bọn 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 rồi xa xa bàm mơ. Cá nọ, xa hà rộn ám rách cứ chia mê đó thông. Đại khámin nạn nà ách bạc bọ bàn tì, hỏi thuộc kênh rộn ám rách, sơ tay khámin cú bởi chênh lòi. Phí phục lộp tiàng mô trời bị ảm rách đầm mấy tình tầm ninh. Hồi ảm rách có ai cầm nót đầm lây nâng mươi đợt thàn xem xe nợ luôn ai bàn đài. Bị đà mươi đợt thàn nâng không ca rụt nơi càng lang, tiếp xa có lang tới tàn rụt đài. Hồi nợ bê đài đầm rơi ca tình càng tài cán, còn nợ phía bài dịch lẽ cho tù vinh. Đối chân này hai tớp ảnh tệ chôn trời bọt tầm ninh, đài kì mần trô chất cho tưởng ọ. Nâng vô nợ đối chân này ai. Bọn ta sẽ hào sẽ được cái gì đó bà Amrit lo rằng nè lo rồi hốt đò ông gặp hiệp thông thông kết tẹt tôn từ nâng tầm đinh nâng vẹt cắm sư bạc cắm nâng ở đây chuẩn phần tai kết trầm thà nâng bằng cả lùi đôi mắt đách ở bàn lườn nô na có thưa được nhà đài hỏi bà chấm nô có hô cho một đâm lấy có làng cái bùa thưa ao cái đây sầm mai này thưa được cái đó bà Amrit khai từ chia cả bật. Đói lại nước nông sát tổ vọt, chân nằm mùi bọn phạm bùn rơi chất sập. Chất bọn có là ơn bàn thuê ai ảm rịch phần nhập ảo. Đói xa tại ưu xa cam phần này electronic. Sư tại tiếng ốc, trời bởi yên thực hàng chất bọn. Pro tùm ninh rồi bỏ chất bọn miên cùng đập hiệp lo. Nâng dôl bi đâm rơi ca rồi bỏ nhạc bạp rác bàn chân chiến.
ទូយ៉ាងណាក៏ដោយជប៉ុនទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះហើយអាឡឺម៉ង់ក៏មិនអន់ប៉ុន្មានដែរអាមេរិកមិនប៉ុន្មានដែរអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមមើលឃើញគូប្រជែងមកពីប្រទេសដែលសូមហៅឲ្យអាក្រក់បន្តិចតិចចុះគឺប្រទេសលោកទី3ដូចជាមិចស៊ីកូឥណ្ឌាចិនឬប្រទេសតូចៗដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីថៃវៀតណាម សិង្ហបុរីហុងកុងតៃវ៉ាន់ឡាណៃកំពុងតែអភិវឌ្ឍតាមយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រោះឈ្មោះរបស់គូប្រជែងបានបង្ហាញឡើងជាច្រើនដល់រឹងពឹងឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសនិងទីផ្សារស្ថិតនៅតម្រង់ស្ថិតនៅត្រង់កម្រិតនៃជំនាញការសិក្សាអំណាចនិងកម្លាំងមនុស្សរបស់ប្រទេសនីមួយៗប៉ុណ្ណោះ តើទាំងអស់នេះមានន័យដូចម្ដេចចំពោះអ្នកតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះធុរកិច្ចរបស់អ្នកបើគូប្រជែងរបស់ប្រទេសផ្សេងៗមានអំណាចនិងមានចំណែកទីផ្សារច្រើនជាងអ្នកចម្លើយគឺគេនឹងស្រេកឃ្លាននៅអ្វីដែលអ្នកមាននោះអីដោយគេនឹងធ្វើការធ្ងន់ក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមហើយឆក់យកផលប្រយោជន៍ពីភាពទន់ខ្សោយរបស់គូប្រជែង ដោយដែលជប៉ុនឆក់យកឱកាសពីគុណភាពពីអាមេរិកដូច្នេះដែរអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនអ្នកដឹងថាបើក្រុមហ៊ុនរបស់គេមិនចាត់ការនិងបញ្ហាប្រឈមនោះទេគូប្រជែងនឹងឆក់យកបញ្ហានោះទៅប្រើហើយផ្ដុំរំលំធុរកិច្ចរបស់គេទាំងកំពុងដែរដំណើរការល្អនេះឯងបើគេនៅតែបិទភ្នែកបិទត្រចៀកតាក់ទងទៅនឹងរឿងតម្លៃទៀតនោះ មួយរយៈទៀតនឹងមានក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើតាមគំរូទំនិញរបស់គេហើយកំណត់តម្លៃថោកជាងហើយគេនៅតែមិនរវល់ទៀតនោះនឹងមានក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមផលិតផលដែលមានគុណភាពជាងរបស់គេចេញមកលក់ទៀតជាជាក់ជាមិនខានតែកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរនៅជុំវិញខ្លួនគេហើយទីបំផុតបើគេមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗចោលទាំងអស់នោះគូប្រជែង មិនអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលរកអតិថិជនថ្មីបានទីឡើយដែលគូប្រជែងទាំងនេះអាចនឹងនៅជាប់ផ្ទះរបស់គេក៏ថាបានហើយអាវុធរបស់គេគឺកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដែលគេអាចនឹងកំពុងតែជជែកជាមួយអតិថិជនរបស់អ្នកហើយក៏ថាបានអ្នកណាទៅដឹងទៅចូលចិននីការពីធុរកិច្ចរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល10 ឆ្នាំខាងមុខទៀតថាអ្នកនឹងមានគូប្រជែងថ្មីទូទាំងពិភពលោក ចូលមកដណ្ដើមចំណែកទីផ្សារជាមួយអ្នកលើមើលសំណួរគឺតើអ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរធុរកិច្ចរបស់អ្នកដោយម្ដេចតើអ្នកនឹងរក្សាអតិថិជនរបស់អ្នកក្នុងពេលនេះដោយម្ដេចតើអ្នកនឹងរកអតិថិជនថ្មីទូទាំងពិភពលោកដោយរបៀបណាដោយរបៀបណាតើអ្នកនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីទីផ្សារថ្មីដោយរបៀបណាតើអ្នកនឹងរីកចម្រើននៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកដោយម្ដេច ដូមីណូទី2អតិថិជនក៏បដិវត្តដែរគូប្រជែងដ៏រឹងប៉ឹងនឹងរុញឲ្យដូមីណូបន្ទាប់ដួលហើយដូមីណូមួយនេះគឺអតិថិជនដ៏ស្មោះត្រង់អតិថិជនគឺជាយក្សដែលកេងលក់អស់រយៈពេលជាយូរគឺជាយក្សដែលកំពុងតែក្រោកឡើងមកពុតខ្លួនហើយយក្សមួយនេះក៏មិនមែនជាយក្សដែលកំពុងតែមានសេចក្តីសុខដែរ កាលពីសម័យមុនអង្គភាពធំធំនិងផលិតផលជាច្រើនហើយគិតទាំងក្រអឹតក្រទមថាបើយើងផលិតប្រកាសជាមានមនុស្សទិញទំនិញរបស់យើងដែលកំណត់ប្រភេទនេះនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យកាលពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងពេលនោះអតិថិជនគ្មានរូបរាងពិតប្រាកដនិងដូចគ្នាទាំងអស់ហើយអ្នកផលិតគ្រប់គ្នាអាច ប៉ាន់ស្មាននឹងមានអត្តពលលើអតិជនបានប៉ុន្តែសម័យនេះបាននៅតែមានកំណត់ដូចនេះអ្នកនឹងដួលតាំងពីចាប់ផ្ដើមទុនផលិតដំបូងទៅហើយនៅបច្ចុប្បន្ននេះអតិជនមានជំរើសកាន់តែច្រើនឡើងហើយគេអាចធ្វើអ្វីៗបានច្រើនដូចជាបើអតិជនចូលចិត្តពណ៌នេះបើមិនចូលចិត្តគុណសម្បត្តិរបស់ទំនិញដែលអ្នកយកមកណែនាំនោះទេគេគ្រាន់តែដើរចេញពីហាងរបស់អ្នក ហើយចូលទៅមើលហាងដទៃទៀតប៉ុណ្ណោះឬពេលខ្លះអាចនឹងទៅមើលដល់បរទេសដើម្បីទិញទំនិញដែលគេត្រូវការពិតប្រាកដ
បាទអតិជនមានអារម្មណ៍ថាគេមិនបានទទួលនឹងការបំរើតាមដែលគេទទួលបាននោះទេគេនឹងដើរចេញភ្លាមម្យ៉ាងទៀតអាចចេញភ្លាមម្យ៉ាងទៀតអតិជនឥឡូវនេះល្បិចច្រើនណាស់ពូកែរអ៊ូឆាប់ខឹងបើមិនពេញចិត្តទេនឹងបដូរហាងភ្លាម ហើយនេះគឺជាការពិតដែលអ្នកត្រូវតែព្រមទទួលសម័យនេះគឺជាសម័យបរិភពនិយមដែលអតិថិជនត្រូវការវិធីច្បាស់លាស់ដើម្បីអាចជួយដោះស្រាយរបស់បញ្ហារបស់គេសំណួរសម្រាប់ធុរកិច្ចពេលនេះមិនមែនថាទីផ្សារដែលអ្នកទទួលផលិតឬសេវាកម្មរបស់អ្នកទៅធំប៉ុណ្ណានោះទេប៉ុន្តែសំណួរគឺតើយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរ ហើយធ្វើតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនបានដល់កម្រិតណាទៅវិញទេបច្ចុប្បន្ននេះអតិថិជនមានមាតរដ្ឋានរបស់គេហើយមាតរដ្ឋាននោះខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទរបស់គេម្នាក់ៗដោយអតិថិជនរំពឹងលើការបញ្ជូនទំនិញឲ្យទាន់ពេលវេលាដែលបានកំណត់ចង់ឃើញពីដោយមិនចាប់អារម្មណ៍ឡើយថាការដែលផលិតតាមដែលគេត្រូវការនោះ អ្នកត្រូវចំណាយដើមទុនទាំងអស់ប៉ុន្មានទេអតិថិជននឹងបានកំណត់ថានឹងទិញនៅតែក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេគេអាចធ្វើដំណើរទៅទីណាក៏បានតាមដែលគេចង់ទៅដើម្បីទិញទំនិញដែលមានតម្លៃនិងគុណភាពដែលត្រូវចិត្តរបស់គេម្យ៉ាងទៀតទិន្នន័យតាមសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកអាចធ្វើឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងកាន់តែងាយស្រួលឡើង ហើយការទិញទំនិញឆ្លងប្រទេសក៏ខ្លាយជារឿងសាមញ្ញដែលគេអាចធ្វើបានដោយងាយដែរបច្ចេកទេសបានចូលមកមានទុនន័យសំខាន់ក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចហើយបើធុរកិច្ចរបស់អ្នកមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ជាងនិងរីចម្រើនបានរហ័សជាងម្យ៉ាងទៀតអតិថិជនមានសិទ្ធិតវ៉ានិងជ្រើសរើសទំនិញបានច្រើនជាងសម័យមុន តើនរណានឹងមកជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោកនេះមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលហើយក៏មិនមែនជាច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងៗដែរប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់ទៅវិញទេដែលមានអំណាចដែលអាចលេងហ្គេមរបស់គេឬមិនលេងក៏បានស្រេចតែអ្នកជ្រើសរើសសំណួរគឺតើអ្នកស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នកកម្រិតណា តើអតិថិជនរបស់អ្នកគិតរូបភាពអនាគតដូចម្តេចតើអតិថិជនរបស់អ្នកគិតរូបភាពអនាគតដូចម្តេចដូមីណូទី3គ្រប់យ៉ាងគឺជាទំនិញការរក្សាអតិថិជនដែលត្រូវការទិញទំនិញរបស់អ្នកគឺជារឿងសំខាន់ពិតមែនហើយត្រឹមត្រូវណាស់ប៉ុន្តែបើតើអ្នកធ្វើដូចម្តេចវិធីចាស់គឺត្រូវផ្លាស់ទំនិញឲ្យបានល្អបំផុតនិងកំណត់តម្លៃឲ្យស័ក្តិសមបំផុតដែលវានៅតែជាវិធីសំខាន់ ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានគូប្រជែងកើនឡើងជាច្រើនមិនយូរប៉ុន្មានទេគេនឹងផលិតនិងកំណត់តម្លៃបានស្មើឬល្អជាងអ្នកជាក់ជាមិនខាននៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់អតិថិជនគេមើលមិនឃើញភាពខុសគ្នាអ្វីច្រើនឡើយរវាងអ្នកនិងគូប្រជែងនោះទំនិញឬសេវាកម្មដែលអ្នកចំណាយដើមទុនដើម្បីផលិតនិងចែកចាយនោះនិងអតិថិជនមើលថាវាជាទំនិញដែលមិនខុសគ្នាឡើយ លើកលែងតែរឿងតម្លៃនិងភាពងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះគូប្រជែងនឹងការឡើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងទោះជាយើងគិតនវកម្មថ្មីៗឡើងក៏ដោយហើយទោះជាយើងខុសពីគេក៏យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គូប្រជែងតាមទាន់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងទាំងអស់ដែលភាគច្រើនពេលដែលចូលទៅកាន់ទីផ្សារហើយ គឺវាសុទ្ធតែជាទំនិញដែលមានមុខមាត់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដាក់លក់រៀងគ្នា ម្យ៉ាងទៀតទីផ្សារកាន់តែបើកទូលំទូលាយខ្លាំងនិងមានទំនិញហូរចូលកាន់តែច្រើនឡើងគ្រប់ពេលវេលាសំណួរគឺតើទំនិញមកពីណា
ទំនិញកាត់ឡើងពីកំណត់ដែលផ្លាស់ប្ដូរនឹងការប្រែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឃើញទំនិញកាត់ឡើងពីការកឹករឺការបង្កើតនវកម្មនិងដំណាក់ការនៃការផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយរបស់ទំនិញរហូតដល់គ្មានអ្វីមកប្រៀបជាមួយបាន បាក់បាយចែកប្រភេទទំនិញទៅតាមខ្សែភ្នែករបស់អតិថិជននោះទំនិញនឹងចែកចេញជាពីរប្រភេទគឺទំនិញ commodity គឺជាតំណែងដែលមិនមានឬស្ទើរតែមិនមានភាពខុសគ្នាពីតំណែងនៅក្នុងទីផ្សារអតិថិជនមានជម្រើសកាន់តែច្រើនអតិថិជនជ្រើសរើសទិញក្នុងតម្លៃដែលថោកបំផុតអតិថិជនមិនទិញតម្លាតើតំណែងអ្នកគឺជាតំណែង innovative ឬ commodity រយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតតើតំណែងរបស់អ្នកនឹងនៅទីណាហើយចុះពីឆ្នាំទៀតតើនរណាគឺជាអ្នកគិតឃើញតំណែងinnovative ឲ្យអ្នកតើនរណានឹងជាអ្នកបង្កើនតម្លៃឲ្យតំណែងរបស់អ្នក តើនរណាគឺជាអ្នកត្រៀមវត្ថុធាតុដើមដែលមានតម្លៃថោកនិងល្អបំផុត ទំនិញគ្រប់យ៉ាងនឹងកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបច្ចេកវិទ្យាក៏រីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដែរទំនិញគូប្រជែងអតិថិជនដែលឆ្លាតនិងពូកែក៏មានកាន់តែច្រើនឡើងដែរបើអ្នកនៅតែមិនអាចសម្របខ្លួនឲ្យទាន់នោះទេអ្នកនឹងបរាជ័យតាំងពីចាប់ផ្ដើមដំបូងដូមីណូចុងក្រោយកម្រៃធ្លាក់ចុះ គូប្រជែងទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងជាច្រើនធ្វើឲ្យអតិថិជនមើលមិនឃើញពីភាពខុសគ្នារវាងតំណែងនិងសេវាកម្មរបស់អ្នកនោះទេហើយលទ្ធផលតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃនិងវាយប្រហារមកលើអ្នកជាខ្លាំងកម្រៃគឺជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់របស់ធុរកិច្ចបើកម្រៃធ្លាក់ចុះឬធ្លាក់ចុះរហូតដល់ខាតដើមនោះធុរកិច្ចនឹងមិនអាចឈរជើងបានតទៅទៀតឡើយ កម្រៃដែលធ្លាក់ចុះនឹងទាញយកសមត្ថភាពក្នុងការវិនិយោគទុននិងសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍតំណែងនិងបុគ្គលិកនៅក្នុងអង្គភាពរបស់អ្នកទៅតាមដែលហើយនោះគឺជាវិវាទនៃកំហុសបើគ្មានតំណែងដែលល្អនឹងត្រូវចិត្តអតិថិជនពិតប្រាកដទេក៏មិនអាចរកកម្រៃបានតទៅទៀតដែរអតិថិជនពិតប្រាកដទេ ក៏មិនអាចរកកម្រៃបានតទៅទៀតដែរពេលដែលធុរកិច្ចខូចខាតអ្នកដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងធុរកិច្ចនោះត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងត្រូវតែកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធុរកិច្ចសាជាថ្មីនិងកាត់បន្ថយបុគ្គលិករហូតដល់អាចធ្វើឲ្យធុរកិច្ចអាចឈរជើងបានទៀតផងហើយសំណួររបស់បុគ្គលិកគឺតើខ្ញុំគឺជាមនុស្សបន្ទាប់ពីគេត្រូវបញ្ឈប់ឬទេ កិច្ចសន្យារវាងនិយោជកនិងនិយោជកត្រូវបញ្ចប់ដោយសារការបដិវត្តធុរកិច្ចនេះឯងព្រោះគ្មានកិច្ចសន្យាថានឹងជួលអស់មួយជីវិតគ្មានការងារដែលស្ថិរភាពនោះទេសូម្បីតែបុគ្គលិករបស់រដ្ឋឬមន្ទីរពេទ្យក៏ដោយដែលគ្រប់ការធ្វើការងារសុទ្ធតែមានហានិភ័យទាំងអស់ ពេលដែលក្របដូមីណូជុំថាជាថ្នាក់អង្គភាពឬថ្នាក់បុគ្គលិកទេបើមិនបានត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនទេសុទ្ធតែអាចដួលរលំបានទាំងអស់វិបត្តិក្រោយពីដូមីណូដួលពេលដែលដូមីណូក្របចុងក្រោយដួលហើយប៉ះក្រត់ណាស់ថាយើងច្បាស់ជាឈឺខ្លួនជាក់ជាមិនខានព្រោះយើងឈរនៅចំចំណុចដែលមានវិបត្តិនឹងត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យបានដាច់ខាត ដើម្បីទទួលយកនៅការផ្លាស់ប្ដូរនោះក្នុងវិវត្តរមែងមានការជឿចាប់បង្កប់នៅក្នុងនោះជានិច្ចពិសេសចំពោះអង្គភាពដែលត្រូវជួបនឹងរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់
នឹងអង្គភាពដែលមិនបានទើមលក្ខណៈទុកជាមុនតរទេសោះវិបត្តិនឹងឱកាសជារឿងធម្មតាដែលយើងអាចប្រកាសបានជួបជាបានជួបហើយសុទ្ធតែកំពុងអង្គុយលើក្បូនដែលហូរចូលទៅតាមទឹកគួចដ៏ខ្លាំងបើយើងជឿថាបន្តិចទៀតទឹកនឹងស្ងប់នោះវានឹងមិនស្ងប់ដូចដែលយើងជឿនោះទេ ទឹកនោះនៅតែគួចដដែលហើយយើងអាចគួចកាន់តែខ្លាំងឡើងនាពេលអនាគតទៀតផងដូច្នេះជម្រើសតែមួយគត់របស់យើងគឺតើត្រូវរៀនរស់នៅក្នុងនៅលើផ្ទៃទឹកពណ៌សដែលគួចខ្លាំងនោះបានដោយរបៀបណា